Xin chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Bà Hùng Audio. Video clip lần này xin giới thiệu với mọi người một sản phẩm đến từ thương hiệu Đền Đông có model là PMA2500NE. Đây là cái phiên bản âm ly tích hợp top đầu của thương hiệu Đền Đông đến từ Nhật Bản. Đền Đông là một trong những cái thương hiệu phủ lớp rất là nhiều, không chỉ riêng Việt Nam mà bên Nhật Bản cũng như vậy. Rất nhiều người ưa chuộng Đền Đông có một cái hình thức đẹp, có những cái công nghệ khuếch đại âm thanh bằng những cái mạch Ultra High Current Mode rất là tuyệt vời của mình. Âm ly Đền Đông 2500NE lại là một cái phiên bản cao cấp được tích hợp thêm mạch DAC, rất là tiện lợi để chúng ta chơi nhạc số. Và đặc biệt là cái giải mã của cái chiếc âm ly này thì cũng cho chất lượng âm thanh rất là tuyệt vời luôn, bởi vì là đời cao mà, cho nên là chất lượng vô cùng tuyệt vời. Hiện tại thì sản phẩm này với giá list đang là 60 triệu đồng, bên em có hàng line new đẹp keng, thưa quý vị bạn, giá chỉ 42 triệu đồng, 42 triệu đồng. Và đây là hàng chính hãng anh Duy phân phối. Đó, chính hãng anh Duy phân phối, cho nên là em sẽ bảo hành cho chúng ta là 6 tháng. Đó, 6 tháng, bình thường thì hàng Nhật về thì em chỉ bảo hành 2 đến 3 tháng thôi. Tuy nhiên là hàng chính hãng nên là bảo hành 6 tháng cho chúng ta chơi hết sức là yên tâm. Đó, một sản phẩm đẹp keng, mới tinh, full box đầy đủ phụ kiện, mọi thứ không thiếu một chút gì cả. Giá list đang là 60 triệu, em này có mức giá là 42 triệu đồng thôi. Hiện tại thì những cái hàng mà dùng cũ nhá, nói thẳng là cũ, không phải hàng line new như thế này, không đẹp keng như này, anh em đang bán giao dịch với mức giá cũng tầm khoảng 42-43 triệu rồi. Đó, và em này thì bên em đang có mức giá vô cùng hợp lý, 60 triệu này chỉ còn 42 triệu. Đó, hàng hợp lý vô cùng luôn. Mọi người quan tâm liên hệ trực tiếp với Bá Hùng theo số điện thoại 0978 263 263. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Chúng ta cùng kiểm tra nhá. Đó, rất đẹp vô cùng luôn. Ở phía sau thì chúng ta có hệ thống cọc loa được làm bằng đồng này. Đó, đồng nguyên chất này. Đó, vẫn còn nguyên những cái nút bịt ở đây luôn. Đó. Và có các đường vào RCA cũng được bọc đồng. Chúng ta cùng xem đây. Đó, vô cùng mới luôn. Đó. Âm ly này thì có tích hợp sẵn phono để chúng ta chơi, có cả MM lẫn MC, có đường record ra và có đường sử dụng vào như là một chiếc PAL để chúng ta có thể sử dụng pre độc lập. Đó, rất là tiện lợi. Ngoài ra thì cái mạch đáng giá ở trong chiếc âm ly này đó chính là cái mạch DAC. Chúng ta có hai đường vào cáp quang, hai đường vào đồng trục, một đường vào máy tính, chúng ta kết nối thoải mái với các thiết bị ngoại vi để cho qua chiếc âm ly này sử dụng DAC vô cùng là tiện lợi. Đó, điện 220V để chúng ta có thể sử dụng luôn trong gia đình, không cần phải biến áp. Công suất tiêu thụ là 310W. Chiếc âm ly này thì có thể đánh được BY, để chúng ta có thể nhìn thấy đây, BY đây. Đó, và trở kháng rộng từ 4 đến 16 ohm, đánh được hai cặp loa BY luôn. Đó, rất là tiện lợi nhá. Anh em nào quan tâm liên hệ trực tiếp với em Bá Hùng theo số điện thoại sẽ có mức giá tốt hơn, giao lưu cùng với mọi người. Hiện tại thì giá list đang là 60 triệu, bên em đang có sẵn hàng line new tuyệt đẹp luôn, có mức giá chỉ ở 42 triệu để mọi người tham khảo. Anh em nào quan tâm liên hệ trực tiếp với em sẽ có mức giá tốt hơn. Đó, máy này thì đẹp keng luôn, như mới tinh, không một điểm trừ nào, nên là anh em mua hoàn toàn yên tâm, có full box đầy đủ phụ kiện, bảo hành dài 6 tháng cho anh em chơi. Bác nào quan tâm liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại 0978 263 263. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Vâng, bây giờ em sẽ khởi động máy lên và test âm thanh của chiếc âm ly Đền Đông PMA2500NE. Và đặc biệt thì lần này em sẽ test nhạc số nhé. Thưa quý vị bạn, em sẽ test qua đường optical. Hiện tại thì đang ở cổng Casio. Em sẽ di chuyển sang đường optical nhé, đang ở cổng Casio 2. Đó, em đã chuyển sang đường optical 1 và nó sẽ hiển thị cái tần số lấy mẫu là 48 kHz ở đây, PCM. Xanh tình lên ngang.
giải trầm vô cùng là uy lực, đánh rất chắc và gọn. Quý vị bạn nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp với Bá Hùng Audio theo số điện thoại 0978 263 263. Hiện tại thì em đang test nhạc số qua amply đây, qua TV đây. Ok, quý vị bạn nào có nhu cầu sở hữu chiếc amply này liên hệ ngay với em nha để có mức giá tốt nhất. Xin chào và xin hẹn gặp lại.